Hai mục sư đứng đầu nhà thờ ảo CHS ở Westminster đã bị tố cáo lừa đảo 25 triệu đô la Mỹ của hàng trăm người Việt ở Orange County và San Jose. Bị tình nghi đã dùng số tiền này mua nhiều thứ đắt tiền như là đồng hồ Rolex, xe hơi Bentley, quần áo hiệu Gucci, súng và trả tiền từ 7.500 cho đến 11.000 đô la Mỹ cho một tháng, thuê nhiều văn phòng ở Newport Beach. Theo nhật báo The Orange County Register, dựa theo tài liệu tại tòa, cho biết vào ngày thứ Sáu ngày 29 tháng 3. Nằm trên tầng 2 của một khu thương xá đa dạng gồm những quán ăn, quán cà phê, cơ sở lọc thận, tiệm hớt tóc, tiệm bán bông, văn phòng luyện thi cho học sinh, văn phòng khai thuế, tiệm bán vật liệu làm móng tay, tiệm xoa bóp chân, vân vân của người Việt Nam. Ở một góc đường thường rất đông xe, nhộn nhịp gần trung tâm của khu phố Little Saigon, một cơ sở đầu tư tài chính do người Mỹ đứng đằng sau đã trở thành tâm điểm của một kế hoạch lường gạt người Mỹ gốc Việt với số tiền lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Cầm đầu tổ chức gian lận này là hai người Mỹ tự nhận là mục sư Thiên Chúa Giáo, họ sống tại quận Cam. Gần với cộng đồng người Việt mà họ muốn nhắm là mục tiêu cho kế hoạch lừa đảo tài chính. Hai người đã từng hợp tác với nhau trong một vụ gian lận khác đưa đến sự việc một người bị ở tù 44 tháng. Thế nhưng, ngay khi vừa rời khỏi nhà tù mới có mấy tháng, một ông đã gia nhập một trang mạng Internet để mà được trao danh hiệu là mục sư. Một thời gian sau, ông thứ hai cũng tự nhận là mục sư. Họ điều hành một công ty trên giấy tờ tại Texas, lấy tên có chữ là Church ở trong đó, tức là nhà thờ hay là giáo hội, có cơ sở duy nhất đặt tại quận Cam, nằm trong khu thương xá số 14082 ở đường Magnolia, phòng 206 ở góc đường Westminster. Đó là cơ sở CHS Trust. CHS viết tắt cho từ Church for the Healthy Self, giáo hội cho người lành mạnh hay là khỏe mạnh. Vào sáng ngày thứ Bảy ngày 23 tháng 3, cơ sở này vẫn còn treo bảng hiệu CHS ở bên ngoài. Mọi vật ở bên trong văn phòng nhìn qua khung kính trong suốt cho thấy bàn ghế vẫn trong nguyên trạng như khi bị phong tỏa bởi lệnh của tòa liên bang. Gần cửa ra vào có hình ảnh thánh giá tình yêu thương, trên mặt bàn là gần đó có hàng chục cuốn kinh thánh tiếng Anh và chung quanh có cờ Hoa Kỳ. Những bích chương nói lên sự giàu có và đường lên thiên đàng. Từ cơ sở thành phố Westminster, CHS đã mời gọi tiền đầu tư bằng quảng cáo tiếng Việt trên các đài truyền hình truyền thanh và cả trên từ YouTube từ quận Cam cho đến San Jose và các cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ. Công ty hứa hẹn tiền đầu tư không bị đóng thuế vì đóng góp cho cơ sở từ thiện bất vụ lợi và phân lời cho mỗi năm ít nhất là 12%. Ở khung cửa khóa chặt của cơ sở CHS ở đường Magnolia, nhà chức trách có dán thông báo bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Việt rằng là kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2019 thì CHS Trust bị phong tỏa và nằm dưới quyền điều hành của một văn phòng luật do tòa chỉ định. Thông báo cũng cho biết số điện thoại và trả lời một số câu hỏi về tiền đầu tư mà các nạn nhân đã ký gửi vào chương mục của CHS. Sau đây là trích đoạn tóm lược một số dữ kiện trong tập hồ sơ tòa dài là 14 trang về vụ án CHS Trust đầy ngày 13 tháng 3 năm 2019, một ngày trước khi văn phòng nói trên bị tòa xiết liên quan đến hai bị cáo là mục sư Kent Whitney, 37 tuổi và mục sư David Lee Parrish, 47 tuổi. Nguyên đơn là Ủy ban Kiểm soát Chứng khoán SEC. Tóm lược của đơn khởi tố cho biết là hai bị cáo gồm mục sư Kent và mục sư David Parrish. Họ đã điều hành một hình thức gian lận Ponzi và chiếm đoạt ít nhất là 25 triệu Mỹ Kim, chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Việt tại Orange County, California, qua một nhà thờ được gọi là The Church for the Health Self, CHS, và một công ty quản lý nhà thờ này được gọi là CHS Access Management, CAM. Cả hai công ty đều được thành lập tại Texas nhưng hoạt động tại một thương xá ở Westminster, California. Qua những quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình và YouTube, hai bị cáo đã gian lận khi hứa hẹn với những người đầu tư rằng tiền lời sẽ ít nhất là 12% mỗi năm và được trừ thuế. Tiền đầu tư được bảo đảm bởi hai cơ quan FDIC và SIPC. Ông Whitney đã thành lập CSS 3 tháng sau khi rời khỏi nhà tù trong một vụ lừa gạt người đầu tư khác với sự trợ giúp của ông Parrish. Cả hai ông đều che giấu quá khứ nay khi quảng cáo mời gọi đầu tư với CSS. Hai bị cáo đã dụ dỗ người đầu tư bằng sự hứa hẹn mở chương mục cho khách hàng dưới danh nghĩa của hội bất vụ lợi CSS Trust
và tiền vốn sẽ bảo đảm sẽ tăng trưởng và an toàn, không bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán. Một phần tiền lời sẽ được CSS đóng góp cho một hội từ thiện theo ý của người tham gia. CSS giải thích rằng tiền lời có thể lên tới 43% với mức rủi ro tối thiểu hoặc là không có, vì vốn được đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm. Ông Whitney còn hứa hẹn rằng người tham gia chỉ có thể bị lỗ vốn nếu có xảy ra chiến tranh nguyên tử. CSS cũng tuyên bố rằng kế hoạch đầu tư này không phải là Ponzi, mà được quản lý bởi những nhà đầu tư ở Wall Street, kiểm toán bởi KPMG. Theo hồ sơ khởi tố cho biết, những hứa hẹn của CSS đều không đúng sự thật. CSS không đầu tư tiền của người tham gia vào và cũng không đóng góp cho các hội từ thiện. Công ty kiểm toán KPMG chưa bao giờ làm việc với CSS. Những người đầu tư đã viết ngân phiếu hoặc là chuyển quỹ hưu trí, quỹ đầu tư hoặc là tiền dành dụm cho đại học vào các chương mục của CSS và CAM. Tiền trong hai chương mục này đều có thể trao đổi cho nhau. Hồ sơ tòa cho biết hầu hết tiền đầu tư đều được hai bị cáo dùng cho riêng cá nhân của họ. CSS dùng các thức Ponzi khi dùng tiền của người mới gia nhập để mà trả tiền lời cho người đã gia nhập từ trước đó. Không có một món tiền nào được CSS đầu tư lại như là đã cam kết. Cho đến ngày 6 tháng 3 thì hai bị cáo đã rút ra một số tiền lớn trong khi vẫn tiếp tục mời gọi người khác tham gia trên mạng. Công ty CSS khi được thành lập tại Texas đã dùng địa chỉ là 3131 McKinney Avenue, 600 Dallas. Văn phòng hoạt động của CSS là tại địa chỉ 14082 Magnolia, 206 Westminster, California. Ông Ken, 37 tuổi, là cư dân của Orange County. Ông tự nhận mình là mục sư của CSS, sáng lập viên và tổng giám đốc của CSS Trust. Ông David Lee, 47 tuổi, là cư dân của Orange County, cũng tự nhận mình là mục sư và giám đốc của CSS. Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ án mạng một băng đảng ma túy gốc Việt đã cắt cổ ba nạn nhân nam, có thể là đồng hương, và đã ném họ xuống sông. Lực lượng an ninh của thành phố Philadelphia của bang Pennsylvania đã tìm thấy thi thể của hai người đàn ông. Và cảnh sát nhận định có thể cả hai nạn nhân đều là người gốc Việt. Nạn nhân thứ ba đó là Thanh Vong, 23 tuổi, và anh sống sót nhưng đã phải giả vờ chết để bọn sát nhân không phát hiện. Theo người dân địa phương đã trông thấy anh đi lang thang trong tình trạng hoảng sợ ở công viên Fairmount. Anh bị trói tay, bịt mặt và lột quần áo. Nhiều vết thương xuất hiện ở trên cơ thể của anh. Vì hung thủ không buộc vào cơ thể anh những khối xi măng như là hai nạn nhân kia, nên anh đã có thể bơi vào bờ được. Theo các nhà điều tra thì các nạn nhân từng vay đến 100.000 đô la của nhóm tội phạm để mua ma túy và đánh bài. Đến hạn trả tiền, hai người không có khả năng chi trả, nên hung thủ đã bắt cóc họ và tra tấn. Bọn chúng cho các nạn nhân liên lạc bằng điện thoại với người nhà để yêu cầu họ mang tiền đến. Vong là người mang tiền nhưng anh chỉ đem tới 40.000 Mỹ Kim. Dựa vào lời khai của anh, cảnh sát đã khám xét một ngôi nhà ở Tây Nam Philadelphia mà họ nghĩ là nơi nhóm tội phạm giam các nạn nhân. Tuy nhiên không ai sinh sống trong ngôi nhà khi nhà điều tra đến đây, và hàng xóm cho biết người trong nhà đã chuyển tới chỗ khác để mà sinh sống. Đây là một trong những vụ giết người dã man nhất mà đã từng thấy. Một sĩ quan cảnh sát của thành phố Philadelphia, ông James Clark, phát biểu như vậy. Những trường hợp nào đến Mỹ mà không cần visa? Visa Mỹ thuộc một trong những loại visa khó xin nhất trên thế giới. Có thể đến Mỹ mà không cần xin visa hay là không? Có 36 quốc gia được phép tham gia chương trình miễn visa, Visa Waiver Program. Nếu bạn là công dân của những nước này, bạn đến Mỹ sẽ không cần visa. Nếu công dân các nước trong chương trình miễn visa này sang Hoa Kỳ theo diện đi công tác hay là đi du lịch ít hơn 90 ngày, có hộ chiếu điện tử được cấp bởi một trong những quốc gia tham gia chương trình miễn visa và có vé khứ hồi, thì sẽ đủ điều kiện được đến Hoa Kỳ theo chương trình miễn visa. Trước khi đến Hoa Kỳ, những người mang hộ chiếu đủ điều kiện của chương trình miễn visa bắt buộc phải đăng ký trên mạng với hệ thống điện tử cấp phép đi lại.
Việc cấp phép của ESTA chỉ có hiệu lực đối với những khách có hộ chiếu đáp ứng yêu cầu về sinh trắc học của Hoa Kỳ để được nhập cảnh theo chương trình miễn visa. Những khách này có thể đăng ký với ESTA trên mạng và tìm hiểu thêm thông tin, bao gồm thông tin về yêu cầu đối với hộ chiếu. Nếu những khách này không đi công tác hoặc là du lịch, hoặc nếu họ sang Hoa Kỳ nhiều hơn 90 ngày, họ cần xin visa để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hãy tham khảo vào các loại visa để tìm hiểu loại visa chúng ta cần xin. Một số danh sách quốc gia tham gia vào chương trình miễn visa, điển hình như là Andorra, Úc, Áo, Bỉ, Brunei, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Nhật Bản, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Singapore và Anh. Rất tiếc là Việt Nam không phải là thành viên của chương trình này. Nếu bạn là công dân Việt Nam, bạn cần xin visa trong mọi trường hợp khi đi Mỹ. Người Việt muốn sang Mỹ dạng EB-5 phải chứng minh nguồn tiền như thế nào? Người Việt muốn sang Mỹ dạng EB-5 tức là đầu tư tại Hoa Kỳ thì phải có chứng minh được nguồn tiền hợp pháp. Sau đây là một số cách chứng minh nguồn tiền EB-5 mà phía Mỹ đưa ra. Ai có quan tâm đầu tư vào Mỹ thì cần tham khảo. Mỗi nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng số tiền của họ đang đầu tư tại Hoa Kỳ là thu được một cách hợp pháp. Có nhiều cách khác nhau để chứng minh tính hợp pháp của nguồn tiền. Điều quan trọng là phải cho thấy được cả cái gốc và đường đi của nguồn tiền đó tính đến thời điểm đưa vào đầu tư. Sau đây là một số cách chứng minh nguồn tiền EB-5 mà USCIS đã đưa ra thảo luận trong một hội nghị vào đầu năm 2015. Điều thứ nhất đó là thu nhập cá nhân. Nếu nguồn thu nhập đến từ công việc, USCIS gợi ý là những bằng chứng thu nhập được dùng để chứng minh như lý lịch cá nhân, giấy xác nhận lao động như là hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội, giấy xác nhận lương, tờ khai thu nhập, biên lai thuế thu nhập cá nhân, sao kê ngân hàng để hiện số tiền đã gửi vào. USCIS nhấn mạnh tầm quan trọng của các giấy tờ được chứng minh từ bên thứ ba. Ví dụ như là sao kê ngân hàng thể hiện khoản lương gửi vào hoặc là giấy xác nhận việc làm được ký bởi công ty đương đơn sẽ đáng tin hơn tờ khai thu nhập của chính đương đơn. Điều thứ hai đó là thu nhập từ đầu tư chứng khoán hay là cổ phiếu. Nếu thu nhập đến từ việc đầu tư chứng khoán, cổ phiếu thì những chứng từ sau có thể được dùng để chứng minh nguồn tiền. Thứ nhất đó là chứng chỉ chứng khoán hay là cổ phiếu. Chứng từ thể hiện qua việc mua chứng khoán, cổ phiếu từ thời điểm ban đầu. Bằng chứng việc đầu tư, thuế thu nhập cá nhân cũng như là chứng từ thể hiện việc bán lại cổ phiếu đó. USCIS cũng lưu ý rằng nhà đầu tư khi tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện EB-5 cần chứng minh được số tiền dùng để mua chứng khoán hoặc là cổ phiếu là hợp pháp và thuộc sở hữu thực của nhà đầu tư. Khoản tiền đầu tư 500.000 USD phải thực sự đến từ việc bán chứng khoán hoặc là cổ phiếu đó. Điều thứ ba đó là về bất động sản. Chứng minh nguồn tiền đầu tư đến việc bán bất động sản bao gồm những chứng từ như sau. Chứng từ xác định chủ quyền, biên bản thẩm định giá trị bất động sản, hợp đồng mua bán bất động sản và chứng từ thể hiện việc thanh toán khi mua hoặc là bán bất động sản, chứng từ thuế hoặc là được miễn thuế. Biên lai xác nhận nhà đầu tư đã huy động nguồn vốn từ việc bán bất động sản để đầu tư vào dự án. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần lưu ý một vài điểm trong cách chứng minh bất động sản như là việc xác định giá trị thật của bất động sản là rất quan trọng và sự thiếu đồng nhất giữa hợp đồng mua và bán. Ví dụ như đương đơn mua một miếng đất, sau đó xây nhà và tiền bán được xác định bởi giá trị căn nhà thì giá bán nên được giải thích một cách rõ ràng. Nếu một tài sản đã từng được thế chấp trước đó, USCIS cần xem là những tài liệu thể hiện khoản vay thế chấp đã được thanh lý nợ trước khi bán. Nếu không thì quá trình bán đó được xem như là để trả nợ thế chấp và không sử dụng được vào việc tham gia dự án đầu tư EB-5. Điều thứ tư đó là thế chấp bất động sản.
USCIS lưu ý rằng chứng từ sử dụng cho chứng minh nguồn tiền thông qua việc thế chấp là: thứ nhất, đó là hợp đồng cho vay và hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, biên bản thẩm định giá và những giấy tờ khác chứng minh việc chuyển tiền từ ngân hàng sang đương đơn. USCIS nói rằng nếu đương đơn vay thông qua một tài sản không thuộc sở hữu của đương đơn thì USCIS sẽ không chấp nhận khoản đầu tư đó theo mục 8 của CFR 2046. Điều thứ 5 đó là vốn vay từ công ty. Những chứng từ liên quan đến công ty cần được cung cấp khi đương đơn sử dụng phương án chứng minh nguồn đầu tư đến từ vốn vay của công ty, như là giấy đăng ký kinh doanh của công ty, hợp đồng vay giữa công ty và đương đơn, biên lai đóng thuế hàng năm của công ty, báo cáo kiểm toán hàng năm của công ty và sao kê ngân hàng của công ty, cũng như là báo cáo thẩm định giá trị doanh nghiệp và giấy xác nhận việc làm nếu đương đơn làm thuê cho một công ty nào đó. Điều thứ 6 đó là tài sản cho tặng. Về vấn đề tài sản cho tặng thì phải chứng minh được nguồn tài sản nhà đầu tư được tặng là tài sản hợp pháp. Ví dụ như là kiếm tiền để dành cho con, đối với người cha, người mẹ thì phải có tài liệu hoặc là có bằng chứng liên quan đến nguồn thu nhập của cha mẹ chứng minh rằng đó là nguồn thu nhập hợp pháp và giờ tôi tặng lại cho con cái của tôi để mà đầu tư. Chứng minh nguồn vốn là một bước ngoặt rất là quan trọng. USCIS đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích liên quan đến chứng từ chứng minh nguồn tiền cho nhà đầu tư. Giải thích rõ ràng tất cả các mâu thuẫn trong tài liệu cung cấp. USCIS có thể chấp nhận một vài thiếu sót trong hồ sơ, nhưng nếu không được giải thích cụ thể thì sẽ có bất lợi cho nhà đầu tư. Nếu một số giấy tờ nhà đầu tư không thể cung cấp, hãy giải thích được lý do là tại sao và cung cấp bằng chứng của việc không thể đó với sự làm chứng của bên thứ ba là cơ quan chức năng có thẩm quyền. Xem xét giá trị của bằng chứng mà bạn mang ra để chứng minh, ví dụ như là bằng chứng từ bên thứ ba sẽ khách quan hơn so với bằng chứng từ chính nhà đầu tư, bạn bè hoặc là thành viên trong gia đình hoặc là những người có mối quan hệ thân cận với bạn. Đảm bảo rằng tất cả tài liệu mà nhà đầu tư cung cấp có kèm đầy đủ bản dịch và không dịch một nửa giấy tờ. Hỏi và trả lời. Trong phiên hội đàm, USCIS nhận được một vài câu hỏi, tuy nhiên các viên chức không đưa ra các hướng dẫn cụ thể bởi mỗi câu trả lời cần gắn với đặc cảnh riêng của từng trường hợp hồ sơ. Câu hỏi thú vị nhất trong buổi hội đàm đó là liệu USCIS có chấp nhận khoản vốn tham gia định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 nếu từ việc vay thế chấp cá nhân thay vì vay ngân hàng. USCIS không đưa ra xác nhận là có được hay là không mà chỉ trả lời rằng là họ sẽ xem xét đến trường hợp này. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.